actually genuinely think that. Guinea is more valuable than therapy. Therapy is very wishy-washy. We're not going to do any practical shit. It's very. Sao mua cái kiểu dạng như là cái cover đó con. Mình coi có cái cover của mình nhỉ. Có cái cover của mình. Con rồi mở cái này cho mẹ xem nào. Xem nào mẹ con cứ để cái cover nhé. Con tủ của mẹ. Con cần. Được rồi, con lấy cái cover này này. Cái cover đi. Cover cái ghế à? Ghế? Ừ. No, it's gonna be a cover tủ. Con cầm thử quả. Sleeve it, sleeve it. It's okay. Bye. Chết rồi. Rồi, quan tâm nắm cái đề đó. Thế nào? Memory của con ấy. Cái này của mẹ. Ở của con thôi. Bà cái này, bà cái này là ai? Bà ổn là ai? Ừ, cô Giang ở bên cô Giang. Bố, bé cái gì? Cô Giang không phải là mẹ. Không phải mẹ, không phải mẹ của Ryan. Bà Ricky, bà Ricky kia. Bà Ricky là ở hồ cấp 1. Cô Giang ở hồi cấp 3. Ai xinh gái thế nhỉ? Mi hiểu. Yeah, I know. I can nhìn thấy các bạn. Thằng này, cái thằng này rất là thích mẹ. Cái nào? Cái thằng này sao nhìn vậy? Thế à? Cái hồi đấy là đấy, có mẹ có 13 tuổi mà sao mẹ lớn chưa? Mẹ lớn mình thấy cao hơn mọi người. Thế là sao mẹ? Sợ ego của mẹ. Arrogant quá. Mẹ vẫn lùn. Chỉ khó tập dục thì mẹ cao hơn. À, hôm nay bóng đá đấy nhá. Football đấy, chị Mì ạ. À? Không có đi ra ngoài đâu. Không bảo mấy cái đứa này. Việc của nó. Con lại còn nhá, những cái góc góc ấy là chúng nó không có làm gì đâu. Thế nên là coi như là mình phải để ý mình bảo nó làm tất cả những cái góc như chưa. Con lại tắt đi này, đây này. Con vẫn còn record đây này. Yeah, tắt đi. Biết tao. He's not hold, man. You just